Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chị nhà đây. Thế để xem đấm tay của chúng nó này. Đấm tay thêm, ok một đứa này, xong. Một đứa nữa. Này, làm gì vậy? Xong cả mini à? Ok xong, hai đứa này. Em đâu rồi? À, xuống đây hạ của anh mấy đứa này. Xong các bạn ơi. Em đang hạ một đứa ở trên này. Chờ anh xíu, em ở từ mấy rồi? Từ 1 hả? Đây em còn máu lát. Nay anh đã kịp đậm súng đâu, anh đậm tay cho nó mà. Em từ 2 à? Hay là chỗ nào vậy? Ủa chứ tầng 2 hả? Sao không bảo anh? Một đứa ngay ngoài đây em ơi. Phơi nhai bên này có một đứa này. Ui. Đứa nào bắn anh nữa cơ. Đông lắm. Thế để lên tầng 2 với em luôn. Canh cầu thang ơi, một đứa đang chuẩn bị lên nhá. Anh hết máu gì cơ? Trên này có máu không em? Đây chờ tí em lên máu nữa. Có một cái khẩu P90 các bạn ạ. Anh lên tầng 3 rồi. Chờ tí đây. Ok, đây, anh đây. Rồi, xin nhá. Cuốn máu đã các bạn ơi, full máu thì chơi game mới tự tin được. Ok, các bạn xuống dưới thêm. Bên ngoài bắn nhau đông lắm. Chúng nó ngay chỗ nhà ba gian em ơi. Ngay nhà ba gian nhá. Ngay nhà ba gian nhé em ơi. Đậu xanh chạy hả? Nốc rồi nha, chạy hả? Quay cứu nhau à? Qua luôn em. Với cẩn thận em ơi, vào nhà nhá. Vào nhà nha em. Tại vì bên kia có ngay một đứa mà. Đậu xe này. Quần máu hả? Ok, xong em. Giết một thằng ở đây rồi. Anh cũng giết một đứa ở trên rồi. Còn ở cái căn nhà kia là anh chưa giết đâu. Căn nhà hướng 210 đây có một đứa em ơi. Bọn nó núp chắc là không qua đâu. Bên này có một giảm thanh nhà em. Thôi rồi các bạn ơi, có thêm máu các kiểu này. Nói chung là ngon lành. Nó lại ngon lành quá nhỉ anh em đây. Mình xem mình dựng giải mìn cho hai quả luôn. Đi em ơi. Làm gì đây em? Tránh cái cửa sổ rất là ok đây. Tại cửa sổ phía 210 có người nhá. Mình chạy qua bên này đã anh em ơi. Đi em. Ủa. Cứu anh em ơi. Anh dẫm phải mìn. Anh chạy qua phía kia rồi nhưng mà thấy em chạy qua đây anh mới chạy qua nè. Đẹp mìn à? Anh đẹp mìn. Đây có máu rồi. Mất tiêu luôn cái giáp anh em ạ. Mình gài ăn hai quả cơ. Cái này chính là tự mình dính bẫy của mình luôn. Tự vả mặt mình các bạn ạ. Buồn quá. Thế mình quên ấy. Mình thật là mình đặt mìn xong là mình luôn chạy theo phía trước mặt cơ. Cái mình thấy anh thấy em chạy vòng vòng, anh chạy vòng lại luôn. Bữa tiêu giáp, mình được kiếm được cái giáp mới đấy. Lên tầng coi xem có giáp không nhỉ các bạn ơi. Tầng này có đâu có giáp đâu. Không có. Ủa lại vào lại cái đấy hả em? Cái này mình rút rồi mà. Rút rồi thôi em đi, mình qua chỗ khác. Đây em ngay cái chỗ mà phía nợ e. Chỗ mấy cái nhà của người em ơi. Đây em. Đây thì anh chạy từ từ gì này. Ok, phía nợ e này có người nhà anh thấy rồi. Ngay căn nhà hướng 75 độ, ngay cửa sổ. Nó ngồi đây em. Phía sau cũng có. Cẩn thận em ơi. Phía sau này. Nóc rồi nha em ơi. Này, lên bảng điểm số này. Ok. Bạn nó ngay căn nhà phía 75 độ nha em. Ui đừng ngồi chỗ đấy, ngồi sau tảng đá này này. Xuống luôn hả? Em còn chưa kịp bơm máu mà. Bơm máu đi. Thế anh xuống với em thôi còn gì nữa. Chơi team mà. Em chạy xuống đây, anh phải xuống luôn thôi chứ sao có thời gian để bơm máu em. Anh chưa kịp đốt đồ nữa mà. Đây em. Mày chặt đi em ơi. Mày chặt đi em. Ok. Còn máu đã các bạn là tranh thủ thôi. Đã cuốn xong màu nhé, let's go. Cái hòm sắt phía trên anh cũng chưa kịp lượm nữa mà. Tí anh em lên. Đây, phía trên này này em này. Một sang ngay phía 250 ấy. Ok. Đây các bạn ơi, cố gắng kiếm top 1 thôi.
trên này chúng ta sẽ có gì nhỉ? Khá là nhiều đồ. Mỗi tội là mình sẽ cần thêm nhiều đạn súng trường hơn nhá. Chứ đạn súng tự nhiên bây giờ tận 300 viên rồi, đâu cần nhiều đến thế đâu. Tầm này là ổn rồi anh em ơi, lấy ống ngắm nhiệt này. Với khẩu độ 4x bắn cho đã. Đi nào anh em ơi. Có máu không nhỉ? Có máu này, em có 3 túi máu này em. Hôm sau đấy không có máu. Để máu không em vứt cho. Nước ngoài này không thấy ai cả anh em ơi. Mình đang có duy nhất đó là một cái quả bóng keo mà thôi. Kiếm người thôi anh em ơi. Mình sẽ ra tạm phía ngoài để coi anh em ơi. Uầy, cố gắng giành top 1 nha anh. Rồi ok, anh sẽ cố gắng nhá. Phía này anh em ơi, để coi nào. Lên thứ 2 luôn, chứ ngại gì mà không lên. Thêm máu đây em. Không thấy thêm một ai nữa cả này. Từ đầu trận đến giờ thì mình còn chưa có được một khẩu súng tiểu liên MP40 này cơ. Cầm P90 để bắn tạm tạm thôi. Chứ thực sự để mà nói thì P90 bắn nó không ngon lắm anh em ơi. Làm sao mà ngon được bằng MP40 được. MP40 bắn nó ngon hơn khá là nhiều đấy. Không em ơi. Xe này thì nó sấy nổ xe này em. Trên hả? Đây đây. Ok đây. Đây chơi với em. Ok. Đã thêm được máu nữa các bạn ơi. Và mình đang có là 5 túi máu nhá. Anh chả biết nữa nhưng mà trận này kiếm khó mà em. Kiếm đâu ra được MP40 đâu. Qua bên này thôi các bạn ơi. Vâng, và số lượng người chơi trong cái phần đấu này còn lại là bao nhiêu đây? 17 người chơi đó. À có xe em ơi. Nó ngay phía ngoài này. Xe có được 4 chỗ nha. Xe này xấy dễ này. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe bạn ơi. Xuống xe bạn ơi. Quay đậu xanh. Xuống xe bạn ơi. Ok nốt nhé. Qua đây em ơi. Anh vừa hạ một đứa này. Thằng này. Lên bảng điểm số nha bạn. Một đứa ngay phía sau này em ơi. Một đứa ngay phía 60 độ nhá. Anh vừa thấy này. Đang chạy lên à? Đang chạy lên à? Úi dồi ôi. 60 độ nha. Đậu xanh này. Làm gì nhau hả bạn? Dựng bom keo à? Ok. Hẳn là dựng bom keo cả. Ui. Chạy đâu hả bạn ơi? Ok này. Sát thằng này có một P10 đem. Em dựng đi. Em chơi tạm cục P90 cho. Cục máu đã các bạn ơi. Không, quần máu thì căng quá sao chơi. Mình lỡ thêm một ít đạn xuống trường này. Ok, tuyệt vời. Máu thì mình cũng sẽ cần thêm cho nhà anh em. Thêm máu này. Nòng 3 lượm một cái để dự phòng ba lô nhá. Bình thường là chơi giảm thanh sẽ tốt hơn các bạn ạ. Đi em anh chờ này. Trên này có một hầm sắt này em ơi. Anh vừa hạ thằng bạn nó ngay trên này. Hầm sắt 240 nhá. Đây. Qua đây em. Có đây một cái giáp 3 cũ các bạn ạ. Còn lại để hết đồ rồi. Cay mình luôn này. Đi em, bây giờ mình qua cái phía 330 đi. Có thằng giáp hả? Em có giáp mấy rồi? Giáp 2 à? Thế anh chờ anh tí, anh nâng lên giáp 4 cho anh vứt cho. Không có ấy đâu, không có. Ok. Để nâng lên giáp 4 đã mọi người này. Ném ơi. Em vứt cho cái giáp 4 này. Để lại anh giáp 2. Đây này em ơi. Đó, ok. Đi em. Bông keo này. Ôi bông keo hả? Ok cũng được. Thế mình lượm nhiều bông keo tốt mà. Có 4 quả bông keo rồi các bạn ơi. Chạy thân nào anh em. Kiếm đồ khó khăn quá mà. Đấy em cứ chạy qua phía 300 ấy. Mấy cái chỗ thính này chúng nó hay chạy qua lượm thính mà em đi.
À, chỗ này còn một cái nâng giáp này, em nâng lên giáp 4,5 đi, để anh coi. Anh nâng đi Cái đâu ta? nâng giáp này không không có đấy không? Em cứ nâng lên giáp 4,5 đi. Đây anh có giáp chống nổ rồi. Em lượm đi. Vừa lượm được cái giáp chống nổ trong thính đấy. Để qua đây anh ăn cái đấm phát. Ok các bạn ơi, let's go nào. Đây còn một cái xe hả? Ai mày? 240 nhá. Hai đứa mày, hai đứa 240 nhá. Đậu xe này. Đậu xe này bạn ơi. Quay đậu xe này. Úi giời ơi này. Đậu xe này bạn ơi. Ok. Xong cả hai đứa rồi nha em. 240 em thấy hai hòm xác chưa? Chưa. Đấy, hai hòm xác ngay dưới đây. Lượm nhanh thôi, xong mình chạy thôi. Ok các bạn, let's go thế nào? Có súng điện đấy. Súng điện hả? Thế để lượm cho tí có gì mình bơm máu cho em. Đây. Đổi qua súng điện các bạn ơi. Thằng này thì nó có MP40 này, quá ổn. Ngon lành anh em ạ. Để xem cái hòm sắt này chúng ta sẽ có thêm được gì nữa nhỉ. Bông keo này. Khá ổn nha anh em. Máu mình có 8 tí máu rồi, đi em. Bây giờ còn lại 4 thằng nữa anh em ơi, cố gắng hạ nốt 4 thằng này là có top 1 rồi. Ủa đâu vậy em? Anh vừa thấy thằng nào chơi súng giảm thanh ấy, có giảm thanh em ơi. Đến nó bắn mình này. Chắc phía dưới em ạ. À, thế rồi. 195 nha em. 195 nha em ơi. 195 ngay chỗ cửa sổ phía sau đấy, ngay trên tầng 2. Thế đây qua em ơi, đấy có một đứa thôi. Anh với em qua luôn. Xem thằng này nó chạy đâu mà. Bạn chạy được không hả bạn ơi? Đây, mình có 10 quả lựu đạn này. Mình có 10 lựu đạn này, mình có 10 lựu đạn, mình có 10 lựu đạn này. Câu tạm lên 3 quả chơi chơi nhá. Ủa anh tự mất máu rồi. Chạy xíu em ạ. Trên tầng cẩn thận nó gài mìn đấy. Nên thôi mình câu liệu lên trước đi. Đậu xanh này. Khả năng cao nó chạy rồi em ạ. Nó chạy rồi mày. Thôi em lên nó gài mìn đấy. Mình vào trong bot cho đi, còn lại mười mấy giây thôi. Đây rồi hả? Thế lên thôi. Không có, không có nha. Nó chạy rồi, đi. Đi em. Thì còn mười mấy giây nữa mình vào trong bot trước mà. Đi em. Còn lên chi nữa đi. Giờ là còn lại có... Ơ, anh vừa vẫn lộn. Đi mấy bên này. Ủa chạy bên đấy hả? Ok, thế anh chạy theo em. Mình chạy thẳng bên này một mạch vào mall này. Xong chờ. Chỗ đấy kiểu gì cũng có thêm một đứa nữa. Cái đứa lúc nãy nó đã chạy vào đâu? Đi em. Thế vào trong này các bạn ơi, mình còn 8 mô keo nữa cơ. Thoải mái. Ba thằng nữa hả? Hai team. Một đứa lẻ và hai đứa đi chung với nhau. Khả năng cao là như vậy thôi. Chưa thấy người đâu các bạn ạ. Mình cứ lượn lờ quanh cái khu này coi nào. Mình đều không thấy anh em ơi. Có thể là cho nó thủ nhà cả rồi cơ. Đây là bây giờ chạy thì cũng đâu thấy được người đâu. What the hell. Để xem coi. Nhà này không có ai mây. Có khi là chúng nó xuống phía dưới cả rồi ấy. Trên đồi ấy, trên đồi ở ngay phía 60 độ. Ồ, khả năng cao có người em ạ. Mo thu xuống dưới hả em đâu rồi. Trong nhà hả em. Ok đây anh ở trong nhà với em. Nghe được không em ơi. Nghe được không em. Thôi xong chắc là bị AFK rồi các bạn ơi. Còn lại có 3 thằng nữa thôi mà. Em ơi nghe được chưa? Lỗi bạn hả? Alo em ơi, lỗi bạn hả? Đây đây đi. Chạy cẩn thận nha em, còn lại 3 đứa thôi hả? Mấy cái hòm sắt ấy không cần đi qua, cẩn thận cho nó gây mìn đấy. Mình đầy đủ đồ rồi mà, cần gì lượm thêm với em. Đi em, phía dưới này khả năng cao có người nhá, trên tầng 2 đấy. Mình lên được cái nhà tầng 2 này là ok này. Để anh coi xem. Anh được trước cho. Không có người em ơi, đây. Hơn bao nhiêu? Lên tầng 2 đi em ơi. Em cứ lên tầng 2 đi. Người hơn bao nhiêu? Lên tầng 2 đi em.
Không lên hả? Không lên thì để anh xuống với em. Chỗ nào em nói anh. Ui rồi ôi. Chờ anh xíu. Chờ anh xíu. Anh bảo rồi mà, tầm này lên thứ hai là vừa mà. Bơm máu cẩn thận nha em. Anh thấy nó rồi. Anh thấy nó rồi em ơi, ngay chỗ bơm kèo nhá. Phía bên hông cũng có một đứa này đang chạy này. Anh thấy rồi, em yên tâm. Không phải lo. Bọn này đơn giản thôi. Hai đứa ngay chỗ hai gốc cây này. Em đừng bắn, đừng đứng yên nhá. Đừng cẩn thận mà bắn. Đừng cẩn thận bắn em ơi. Kìa kìa, tụi nó hạ nhau rồi. Em bắn hả hay là ai bắn đấy? Có phải em bắn không? Alo em. Có phải em bắn không vậy? Đến coi anh xem chết kẻ địch mà. Có phải em bắn không? Em không nói gì cả. Ui. Em chạy một mình vậy, anh biết rồi. Nhưng mà từ từ để anh qua với em này. Đang chạy nhà mày. 30 nhá. 30 nhé em ơi. Ok xong. Còn một thằng cuối đây em. Em tránh xa mấy cái thùng xăng ra là ok. Cho nó ở ngay phía sau thôi. Nãy thế nào có giảm thanh bắn mà đây. Đây rồi mày, đây rồi mày. Xong, nhân giống. Em ơi, thấp một rồi. Đây đây. Đứng chụp hình nè. Ok mọi người. Như vậy là trận này mình đã được top 1 với 11 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.